cứ làm gì đó kìa. Đây. Đây. Mày làm cái gì đấy? Mày làm cái gì đấy? Hả? Đúng rồi. Cẩn mẹ. Ông buông lại. Này, anh là ai đấy? Hả? Ông định làm gì đấy? Tôi làm gì đây? Đây việc của ông à? Đây đường của ông à? Ông đi mẹ đi. Như giờ. Mày đừng có nhảy đây, em điên à? Mẹ tôi nhảy sao? Tôi nhảy. Đi, mẹ tôi nhảy thì sao? Đi, mẹ rồi giờ à? Mày nhảy đây mày. Mày nhảy đây mày chết đi, con mẹ đi. Đi mẹ đang muốn chết đấy. Mày chết đâu, mày chết được ịt mẹ cầu này cả cầu bố tao làm cho mày được ấy ở đây chết được ở ở đây rồi bố luôn lị bố tao nhá. Ông bị mẹ buông ạ. Mày làm gì? Buông làm gì? Hả? Ông buông. Giờ à? Đây đường của ông à? Hả? Đây đường của ông à? Nhưng mà mày điên là mày nhảy đi chết chết cái đéo mà được. Hả? Mày nhảy đây đéo chết được đâu. Thì sao mày nhảy? Trời ơi. Hả? Ông là sao hiểu được của tôi? À, đéo thì chắc lại đi yêu đương vớ vẩn gì. Ông là sao hiểu được tình yêu của tôi? Sao mày nhảy đây mày đéo chết được đâu nhá. Mày thích chết cái gì? Mày thích chết. Mày thích chết đi đây tao chỉ ở chỗ mày nhảy mày chết nhá. Còn mày nhảy đây đéo chết được đâu. Được chưa? Mày ngồi đây. Tí tao chỉ ở chỗ mày chết. Ê. Mày thích chết tôi đi. Lên đây. Lên đây. Tao cho mày chết luôn. Chuẩn bị nhá. Chảy cả máu môi này. Đây, anh cho em về. Về cho về nhá. Vâng, em suy nghĩ lại rồi. Có muốn chết không? Dạ thôi anh. Đây, tôi cho đi vòng nữa nhá. Dạ thôi anh. Thôi. Anh cho em về. Đi sợ lắm rồi. Thôi nhá. Về về nhà nhá. Tối nay về nằm nghĩ lại xem. Đéo ơi. Gái ở trên đời này còn nhiều nhá. Anh cho em về. Em suy em nghĩ lại rồi. Mày còn về con người mình nghĩ người thân hiểu chưa? Vâng. Người yêu thì có thể có rất nhiều nhá. Nhưng bố mẹ ở nhà thì chỉ có một thôi. Em biết em sai.
Thank you.